chai này thì giá nó tầm cỡ khoảng bằng một con Savision các bạn. Đợt trước đó là mình có chiết ra 10ml cái chai Rosa Candy Oud này, bản Heritage này cho một vị khách hàng rất là thân quen ở bên mình rồi. Và anh khách này có niềm đam mê rất lớn đối với nước hoa, nhưng mà ảnh thì lại không thích những cái chai nước hoa full hay là gốc. Anh chia sẻ với mình là ảnh sưu tập những cái chai nước hoa chiết thôi các bạn, tại vì ảnh lại thích trải nghiệm mùi hương hơn là cái chuyện mà sở hữu một cái chai nước hoa gốc như thế này. Nên đó là lý do tại sao các bạn sẽ thấy là nó vơi đi tầm cỡ khoảng 10ml. Và chai này thì giá nó tầm cỡ khoảng bằng một con xe dần các bạn. Nó sẽ qua về cái nốt mùi của cái chai Candy Oud này nhé. Nó là một cái mùi hồng trầm và mùi ngọt kẹo, nó không quá bị ngọt ngay đâu các bạn. Nam xài rất là sang các bạn, và đây là một trong những cái chai mà gọi là đẳng cấp trong mùa đông năm nay. Mình nói là đẳng cấp theo nghĩa đen của các bạn, chứ không phải là theo nghĩa đông bóng hay là hoa mỹ quá đâu. Chai Candy Oud này là đã ngưng sản xuất được, theo như mình nhớ là ngưng sản xuất được 8 năm, 7 đến 8 năm rồi các bạn. Cho nên là trên thị trường Việt Nam hiện tại là cũng không còn nữa.